Rồi Thuận lại xin chào anh em. Thì hôm nay Thuận xin chia sẻ với anh em là bên Thuận có cái tiếng sáo nâu, hay còn gọi là con sáo trâu nữa, hay đứng trên mấy con trâu với lại mấy cái nhà của người ta, nó bay qua bay lại anh em thấy mà không biết cách nào bắt. Thì cái loài này mình có cái file âm thanh, mình mở lên nó cũng tới giống như mình bẫy chim sẻ chim quốc vậy đó anh em. Thì cái sáo này á, thì cái tiếng này là cái tiếng sáo đồng kêu nha. Còn cái tiếng mà mình nuôi con sáo ở nhà, cái tiếng nó đánh không có được nha anh em. Cái cách đánh như thế nào thì anh em cần thì anh em liên hệ với mình, mình xin chèn cái bài nhạc vô để giữ lại cái bản quyền của cái loại tiếng sáo này. Thì anh em nào cần cái liên hệ với mình, mình cảm ơn được anh em rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh em, đây là file của con sáo đen, hay còn gọi là sáo đen này là sáo đen đồng nha anh em, chứ không phải mấy con sáo đen nuôi ở nhà mà để nói chuyện. Cái loài sáo đen nuôi ở nhà nói chuyện thì anh em ra đồng đi bẫy không được, anh em chỉ cần cái tiếng sáo đồng này, sáo đen đồng này anh em mở lên chơi mới ok. Anh em nào cần cái file này xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, cũng như anh em muốn tư vấn học hỏi cách bẫy như thế nào thì cứ liên hệ với Thuận để Thuận chỉ thêm. Trên mạng Thuận có đăng rất là nhiều tiếng như là sáo đen, sáo nâu, rồi giòn hương, giòn đèn, rồi này nọ các loại, anh em ủng hộ Thuận nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.